Trời ơi là trời. Toán 6 điểm, văn 6 điểm, sử 7 điểm rưỡi, địa 6 điểm rưỡi. Rồi, cái này là thi văn sử địa luôn rồi. Khả năng là nguyện vọng 2 nha em. Nguyện vọng 2 em nhé. Khả năng này của em là nguyện vọng 2 đấy. Anh ba cha giúp em đi à. Rồi, tiếc à. Thảo nè, ủa con Thảo nè, bé Thảo ha. Toán 8 điểm rưỡi, ở 8 điểm. Văn hơi hơi đuối một xíu, văn hơi cá đuối một xíu, lý thì 6.75, hóa thì 5 chấm. Ngoại ngữ tốt em nhé, em chắc là văn toán văn anh văn đi, em lấy điểm toán văn anh văn của em là đậu chắc luôn nè. Đây toán của em là 8.825, ngoại ngữ của em anh văn là 9 điểm là 17, rồi văn nữa là 22, đậu đậu kinh tế. Em đi khối D cho anh ba nha. Thảo nha, đi khối D giúp anh ba. Toán lý anh hả? Ủa toán lý anh hả? A1 là toán lý anh. Thôi lấy cái điểm toán văn anh văn đi, học kinh tế ngon hơn à. Đậu rồi, bạn này là đậu. Thảo nè nè, chúc mừng Thảo nè nha. Thảo nè là khả năng là đậu rồi đấy. Từ từ anh ba đang dò nghe, anh ba đang dò nè, Trần Thái Nhật nè. Toán 8 điểm mấy? Dạ anh ba thấy rồi, toán 8.8, văn 5 chấm, toán lý. Trời ơi, thằng này quá mà nó 9.75. Hay coi live stream của anh nữa. Anh gì? Dạ bác sĩ tương lai à. Dạ em chào anh bác sĩ Phi, quá xinh 9.75, xinh 8.5 à. Thi cái gì cũng đậu à. Toán 8 chấm à, toán quá xinh 8 chấm à. Úi trời ơi, em chào bác sĩ à. Để cộng cho nó lại coi. 8.80. 8.8 mà cộng cho 9.75 cộng cho 8.5. Dạ 27 điểm à. Con lại cụ à. Dạ. Thì 27 điểm à. Lại cụ rồi à, Phi ha, gửi Phi gửi giúp anh ba cái hồ sơ nha Phi ha, gửi giúp anh ba cái hồ sơ rồi anh ba tặng cho một hộ combo khô gà da heo nha, cơm cháy nha. Trời ơi, toán 9 chấm mấy, trời ơi đậu luôn nè. Toán lý hóa, toán lý hóa anh văn cũng cũng vô luôn. Trời sao mấy người này thi giỏi như ta. Sao có thể mà thi làm toán mà 9.4 điểm được. Rồi cộng cho lý là 8.25. Rồi cộng cho 7.75. 25 điểm đậu nè. Dạ đậu rồi đó à. Alibaba muội à, đậu rồi đó. Đức Đào à. Bây giờ A1, A2 gì tôi không biết luôn á. Đức Đào à. Toán lý. Cái này không đi học rồi, cái này không coi live stream nhiều. Toán văn anh văn bây giờ là toán lý hóa là coi như là đi nè, toán lý với lại sinh coi như cũng đi luôn. Bây giờ chỉ có lấy vớt lại cái toán văn anh văn thôi, toán văn anh văn thì còn được. Toán văn anh văn là khi có D ha, là học kinh tế nè, 8.4 nè, cộng cho anh văn là 7.4 nè, cộng cho văn là 5.75 nè, 21.5 nè, khả năng là hơi xa bờ đấy. Toán lý anh hả? À toán lý anh nè. À bạn này toán lý anh nè. Ồ. Toán lý anh nó hơi lạ nha. 8.5 cộng cho 7.4. 24 điểm. 24 điểm. 8.4 cộng 8.5 cộng 7.4. 24 điểm. Cũng hơi mong manh ha. Mong manh như bồ công anh đấy. 24 là cũng hơi mong manh như bồ công anh. Tại vì tôi thấy tôi tra cứu sơ sơ là tôi thấy nhiều bạn cũng điểm cao đấy. Đức Đào ha. Năm nay em thi lợi nè anh ba ơi, thắng điền. Đó, văn lý quá ngoại ngữ 4.8 đi làm chimmer giống anh ba là được rồi đó mày ơi. Mày ngoại ngữ tới 4.8 đi làm chimmer là vừa rồi đó ha.
Ngoại ngữ chấm 8 thì ăn đờ mùi ăn cứt nha. Trời ơi, học cái gì mà ngoại ngữ có 4.8 vậy? Ngoại ngữ bây giờ là cái môn mà người ta đang ưu tiên. Bạn em Lý 10 điểm nè anh Trung ơi. Ghê vậy. Tại vì nhiều đô nét quá, tôi bóc được cái đô nét là tôi làm cái đô nét. Shit. Really? Ơ tôi có coi nhầm không vậy? Really? Tiếng Đạt của anh ba có coi nhầm không? 9 10 9 7 5. Ơ cái này thủ hoa à. Cảm ơn Quang Huy nha, em fan cứng anh ba. Giải toán 10 điểm nè. Trường Trung học phổ thông Hàng Thuyên à, trường Trung học phổ thông Hàng Thuyên à. Trời ơi. Oh my god. Quang Huy em fan cứng hay xem anh ba giải toán 10 điểm toán nhé anh ba. Oh my god. Cái thằng kia nha là bỏ cái thằng mà bạn của thằng Tiến Đạt á, là còn bỏ quên môn tiếng Anh nha. Còn đây nè, đây mới là perfect nè. 8 điểm, 9 75, 9 rưỡi, 9 65. Lại cụ à. Nó bú toàn diện mọi người à. Thằng này là toàn diện nhất. Thằng kia ngoại ngữ còn yếu yếu 6 6 điểm. Bước ăn. Không ra nước anh ơi, của em không ra nước anh ơi. Trần Thanh coi giùm em ở đây đòn quái vật không, em thì cũng được, em là cũng được rồi đó em. Toán của em 8 điểm, văn của em 9 điểm cũng được, sử địa ngoại ngữ quá rồi thầy. Em đậu á, Đức Anh là khả năng đậu nghe, Đức Anh nha, không thua được nó đâu, yên tâm em đậu rồi. Nó nằm ở cái mức ổn đấy em ạ. À. Nói mà nhiều bạn quái vật quá đâu. Ừ mấy anh em để lên, mấy anh em để số báo danh lên đó, mấy anh em để coi thi khối gì luôn để tôi biết, tôi dò cái điểm chính của mấy anh em là khối gì. Nam Thanh Bùi nè, khối A nè. Khối A là toán toán lý hóa đúng không? Toán lý hóa. Khối A toán lý hóa 8. 8.5, 8.25 đậu. Ngoại ngữ thì nên bổ sung thêm nè. Nên thì học thêm trung tâm ngoại ngữ nha. Ngoại ngữ hơi đuối đấy. Là chỉ ở mức mà gọi là what your name, my name Peter, hay Mary rồi kiểu rồi are you fucking me rồi thôi. Rồi tới bạn Bảo nè. Bạn Bảo có gì? Toán vừa phải. Không quá nổi bật nhưng mà cũng khả năng là cũng đầu đấy. Tấn Lộc, Tấn Lộc à. Tấn Lộc ơi, mình có muốn ăn gì mình ăn nha Tấn Lộc nha. Ngoại ngữ 4 điểm nè, sinh hóa 6 6 6 mấy luôn nè, 700 mấy ha. Mình có muốn ăn gì để mình ăn, để mình lấy sức mình mùa sau mình làm lại ha Tấn Lộc. Tấn Lộc là khả năng đi ca Tấn Lộc nha. Đoàn Minh Tài em khối A. Khối A 1 toán lý hóa anh nè. Trần Thái Nhật ờ cái này coi rồi đòi đúng không? Toán lý anh toán 925, lý 9.5, anh văn trời ơi em ơi. Thái Nhật ơi, tuyệt vời. Cho Thái Nhật một bộ combo nha. Thái Nhật cứ inbox đi, cho inbox cho anh ba địa chỉ khu gà da heo này nào các thứ nha. Trời ơi ơi, địa chỉ để anh ba gửi cho mấy bạn nào nãy giờ đó. Nào nãy giờ tự tin chụp lại cái bảng điểm gửi cho tôi. Trời ơi đậu rồi, chúc mừng. Hà Phùng khối A, Phùng Cẩm Luân khối A toán lý hóa 9 9 9 50,
ngoại ngữ chính hợp lý. Tôi coi là bây giờ tôi coi ngoại ngữ của mấy anh em này, mấy anh em nào ngoại ngữ yếu quá là phải bổ sung liền cho tôi nè. Trời ơi bú bú đậu nè, đậu nghe Hà Phồn nha, đậu nghe Hà Phồn, khảo quách nè, khối B bác sĩ đó, bác sĩ tương lai nè, mổ gà hay mổ vịt đây nè, rồi chắc cái này thú y rồi, 8.4, 8.4, 8.75, 8.25 là cái này là thú y chắc rồi. 8.4 cộng 8.75 cộng 825. 25 điểm khả năng là dược sĩ rồi. 25 điểm khả năng là dược sĩ đấy, tại vì theo cái kinh nghiệm khối B của tôi là ít nhất là phải 26 27 điểm. Ít nhất phải 26 27 điểm. Theo kinh nghiệm của tôi hồi xưa, 25 là còn chờ đấy, chờ chết đấy. Điều dưỡng này nọ các thứ thì được, chứ làm bác sĩ thì hơi khó à. Đức Thọ nè, bác sĩ, một bác sĩ nữa nè, toán hóa sinh đậu lớp. Thọ lắm nha, Đức Thọ tổng nè. À, nhưng mà bác sĩ mà muốn dạy à, muốn đi mà kiểu giống như mà đi nước ngoài thì mà muốn học được cái đi học nước ngoài hay là cái gì đó ha, thì bổ sung giúp tôi cái tiếng Anh nghe. Chỗ tiếng Anh gì 4.4 rồi má đi má xí xa xí xào cái gì rồi má kê đơn người ta, đi bổ sung tiếng Anh liền cho tôi, nhanh nhanh gọn lẹ cho tôi để làm một bác sĩ mà gọi là đẳng cấp được chưa, sĩ quan chính trị nè. Ừ, đây đây một em sĩ quan, một anh sĩ quan tương lai, sĩ quan. Ôi trời, ôi trời, 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 ôi trời ơi. Dạ anh làm ở cơ quan nào anh à? Anh Nguyên Khánh à? Cho em hỏi là anh làm cơ quan, mai mốt anh ra trường anh làm cơ quan nào ạ? À? Anh có ghé Bình Tân thì nhớ em à? Nguyên Khánh ha? Em mà có làm ở cơ sở nào đó ở Bình Tân thì nhớ anh ba. Cán bộ à? Sĩ quan à? Sĩ quan chính trị à? Nhớ anh ta nha Quy Khánh, cảm ơn tết đi nha. Nhớ bạn đây làm ơn à. Năm ngoái y khoa Hà Nội lấy 29 điểm lên dưới 29 khả năng dẫn cút đó, thấy chưa? A1 anh ba ơi, A1 là toán lý, toán lý văn, toán lý anh văn đúng không? Toán lý anh văn đậu nè, A1 là đậu nè, thấy 98 này nọ các thứ là đậu trên 28 điểm rồi. 16 16 16 rưỡi, 16 rưỡi, 25 25 à, 25 25 đậu á, 25 tôi nghĩ đậu á. Chúc mừng test đi nha. Em học khối B nãy em ba trai ngầm đó, Cà Mau nha anh ba. Cà Mau khối B toán hóa sinh. Ôi trời. Bác sĩ nữa à. 9.2 cộng 9.75 cộng 9.5 ôi 28.45 à. Mới lại theo thông tin của các bạn vừa rồi là năm ngoái ngành y lấy 29 à, khả năng dẫn cúp à, 28.45 à, trình chết số báo danh à, phụ hồ à. Đúng. Để này phụ hồ đẹp cho em. Tầm tầm mà chúng mình mà 21 ở kiểu phụ hồ đẹp. 3 điểm 77 á, 77 21 rồi phụ hồ là đẹp. Được cái trình chết nha. Anh ba thích cho em với Hà Dũng. Rồi ok à. Nhầm số anh ba ơi, Trần Thanh nhầm số hả? Tại tôi xa nên em nha. Hơi xấu em à, thề luôn nha. Bây giờ mà tôi thấy mấy cái điểm mà 77 mà gọi là 66 mà không có môn nào mà 98 nha, là khả năng đi cao đó Trần Thanh ơi. Khả năng là đi cao đó em à. Chắc giùm thằng bạn em à, Nguyễn Thái Việt bác sĩ nghe. Bác sĩ này là đi nè. Quá xinh kiểu này là bác sĩ đi đấy.
Ba chia buồn nha Đức Việt, Nguyễn Thái Việt nha. Ba chia buồn Nguyễn Thái Việt nha. Này vô cái làng điên người ta gọi là lang băm đó em. Mai ra giúp em là Nguyễn Tiết gì ạ? À? Nguyễn Tiết à? Ô được nghe em, 9 điểm anh Văn là được, tuyệt vời em ơi. 9 điểm công dân, công dung ngôn hạnh nè, sử địa nè, văn chính nè, văn chính là cũng cũng văn thơ lai láng đó mà chứ, cũng được đó chứ. Khả năng đậu á, khả năng đậu nghe Tuyết nha. Ngày xưa em thi 5 môn 12 điểm, giờ cũng thắng 40 triệu. Trung văn thi khó gì Trung văn ơi? Trung văn thi lý à, lý, ngoại ngữ, toán, toán lý anh văn, toán lý anh đậu nè, toán lý anh A1 nè, A1 dính nè. Nhiều đứa thi giỏi quá ta. Toán lý anh đẹp 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 nha Trung văn nha. Chúc mừng em. Cộng một đại học rồi, bạn này là gì, A1 luôn à, toán lý anh văn cũng hơi mong manh như bồ công anh ha, cái này hơi mong manh đấy, 8.4 cộng toán lý anh 6.75, mong manh rồi, mong manh như bồ công anh trước gió rồi, 23.7, em 3.7 là hơi mong manh em nhá, không sao, cái gì mình tâm lại. Chí à, chí à, không mong manh em đó, chí thi gì chứ, ơi, chí, anh bay xin buồn chí, nước nha, anh bay xin buồn nè chí. Có màn xinh nha các em. Đợt này lỡ mặt lỡ mày học trò anh 3 điểm cao ác đồ, cái học trò tôi điểm cao không, tụi bay lấy cái clip này tụi bay gửi lên trên mạng đó, mấy cái thằng mà nói học trò anh ba vô văn hóa này nọ, vô giáo dục này nọ kiểu cho coi nè ha ha, đôi khi thôi, đôi khi có mấy thằng nó ham chơi nó mới điểm thấp giống như thằng Chí này thôi. Chứ tao lại là điểm cao không nè, đó toàn lại là điểm cao không, toán văn anh văn nè, sinh sử địa nè đấy, sử địa công dân môn nào cũng cao 8 chấm mấy, này đậu được nè. Nguyễn Đức được em, Thái ha, Thái nè, Thái này Thái không biết thi khó gì nhưng mà hơi hơi đuối xíu nha Thái. Đuối nhất là môn ngoại ngữ nha Thái, đuối nhất là môn ngoại ngữ nha Thái nha, đuối lắm đó, đuối lắm đó em. Khối Nga hả, toán lý hóa, toán lý hóa thì khối Nga là toán lý hóa đúng không, toán lý hóa thì ở đây là 17, 17, 24, 24.8. Sao tôi cảm giác nha, thề nha, tôi cảm giác tôi dò điểm thi của mấy anh em nãy giờ nha, tôi thấy tôi nhìn lại tôi á, hồi xưa tôi thi mười mấy điểm là thấy là tôi có trường tôi học rồi đó mọi người ạ, à. Tôi thi 12 điểm là tôi có trường tôi học rồi đó, tôi dò của mấy anh em 24, 25 điểm tôi cảm thấy muốn chim cút đó, à. Muốn chim cút thật á, cho con Đức Anh nha, rồi D1 ổn không anh ba, D1 là môn gì? Được 8 điểm không, được trung bình là 24 điểm, 25 điểm, được em, ổn em. Mày dắt vô bạn mày nhiều quá vậy. Xinh quá. Vậy là toán lý anh văn. Toán lý anh văn là 24, 25 điểm cũng ok, tạm được. Nói chung là tạm ổn. Ông thầy thi 3 môn 12 điểm dạy đám học trò 28, 29 điểm quá tự hào. Xu thi đại học đề riêng đại học khó, bây giờ gộp chung mà anh ba nên dễ hơn. Ừ, cảm giác bây giờ mấy anh em là thi dễ đó, hồi xưa tôi thi thề với anh em luôn 12 điểm là quý lắm luôn rồi đó,
Trời, cái này nó thẳng luôn nha. Nguyên cái sa đéc của tôi, nguyên cái lớp tôi thi 12 điểm là tôi tự hào, tôi ngẩng mặt lên, ngẩng cao đầu luôn á. Tôi về quê giống như là đổ chặn nguyên tới nơi rồi đó anh em à. Tôi về quê tôi khoe 12 điểm như đổ chặn nguyên đấy. Giỡn ngoài. Khoe khách sớm luôn á, khoe khách sớm 12 điểm luôn á. Hãy chúc em à, khói chim mơ à, 0175, 0175 à. Tổng Yến Hoa à. Bú. Mà sao có nhiều bạn thi, ủa mà có nhiều bạn thi không đủ môn ta? Bạn này thi có 4 môn nè. Bạn này học lệch đúng không? Bạn Đoàn Minh Tài là học lệch đúng không? Điểm hơi thấp anh Mai với lại anh đang kênh chat đừng cười nha. Không cười đâu em. Trời ơi, em vô đây để cùng nhau chia sẻ, ví dụ như điểm cao thì người ta chúc mừng, điểm thấp thì không ai cười em đâu. Nó chỉ vui thôi. Thấp cái... em... Minh Hoàng có nhiều cái lý vi nha. Nhàn à, luyện thi lại thi công an đó anh ba hả? Con Giang đúng không nè, mình nhìn nó ngang à. Nhảy nó kêu thấp à, 18 18 19 điểm 25 29 25. Trời ơi là trời 29 25 điểm à. Rồi khoa nào? Rồi muốn vô khoa nào? Nói luôn đi, ta sắp xếp luôn. Cảm ơn Minh Hậu. Khoa bút à? Có C công an là sinh sử địa đúng không? Sinh sử sử địa với lại cái gì? Văn văn sử địa. Được nhờ. Không, có C là điểm này là em đậu rồi đó, tại định thi thôi. Nếu mà có C á, tại vì thường có C ít ai thi lắm. Ít ai thi lắm, nó hẳn là có C ít người thi. Đó thì em là anh đang nghĩ là đậu. Em là công an thì chắc là gia đình truyền thống là công an đúng không? Tại định thi cho nên là mới thi vô công an đúng không? Thì nếu mà em là công an á, em lên ở Sài Gòn, Bình Tân thì có gì thì cho anh ba số điện thoại. Kiểu mà thật sự ra anh ba cũng rất là thích giúp đỡ những cái người mà là có ý chí đi học những cái môn giống như là sinh sử địa này nọ, văn sử địa đâu phải là dễ đâu anh em. Nó rất là khó luôn. Nó đòi hỏi những cái gọi là cái nghị lực và cái đam mê về cái gọi là cái ngành công an lắm, người ta mới gọi là bắt đầu người ta thi trong đó. Người ta thi ở đó. Thì anh ba rất là khuyến khích và anh ba muốn giúp đỡ những cái người đó. Muốn giúp đỡ những sinh viên ở trường đó. Đó thì có gì thì cứ liên hệ anh ba. Anh ba giúp đỡ được à. Không, cái này là mình khuyến khích thôi. Mình khuyến khích thôi mọi người ạ. À. Mình khuyến khích thôi. Dạ, đó Nhật Báo ECS à. Khuyến khích mấy anh em đó mà. Mấy anh em hay cả tư. Nhật Báo được nha em. Điểm trên trung bình đó. Có hai môn nó hơi liệt một xíu ha. Quá thí sinh nó hơi liệt liệt một xíu. Nhưng mà trung bình ở đây thì toán nha. Toán văn với lại anh văn này nọ cái thứ là cũng ok, toán lý anh văn này nọ A1 nào kiểu cũng được em nhá. Nhật Báo VCS ha. Dạ đây à, đi thi chi à. Chắc họ thằng em với anh mà. Ờ à, Thanh Thảo ơi. Thằng em đi thi chi á nha. Ủa đi thi có học bài không à? Vậy mà vẫn tự tin cầm bút đi thi sử đó à. Trời ơi, vẫn rất tự tin điền đơn form đăng ký thi sử à. Điểm cao nè, điểm này cao nè. Anh ta khinh bơ em à. Không có, anh ta đâu có khinh đâu. Nhìn có tương lai không? Tương lai lắm, sáng lắm em nha. Sáng, sáng trưng luôn á. Nói đừng buồn, sáng lắm. Sáng như chân gầm á. Đẹp nè, đây công an tương lai nữa đây nè. Một anh công an, một anh gọi là gì? Sĩ quan tương lai đây. Lại thêm một anh sĩ quan đây. Check đại đấy.
xét đại ra thêm một anh sĩ quan nữa này. Toán hóa ngoại ngữ hả? Toán hóa ngoại ngữ là gì? Toán lý hóa. Trời ơi, xui quá luôn em, thiệt luôn á, su cà na luôn em. 8.8 cộng cho 8 cộng cho 8.5, thề thi kiểu này su thiệt luôn á. Mỗi thứ em lên cho anh ba một điểm thôi cũng được, mỗi thứ hơn điểm là ngon hơn. Nhiều khi sợ, nhiều khi sợ kiểu người ta cũng thi nhiều vô, nó đầu vô người ta nhiều rồi xong người ta lấy từ trên xuống dưới. Tôi nói với anh em thi cái này á, chỉ cần lệch tầm 0.1 điểm thôi, lệch 0.1 điểm so với lại thằng ở trên thôi là nhiều khi bắt đáy người ta cắt ngang cái đó, cái là coi như là mình đi 200 đứa, ví dụ người ta bắt ngang 200 đứa này, mình đứa 201 thiếu 0.1 điểm nó đau, nó đau như bò đá đó. Toán hóa, toán lý hóa cũng ok nè, giống bạn nãy nè, giống bạn nãy, giống bạn nãy cũng sương sương là 10 giờ cũng hai mươi mấy, 25 26 điểm, 25 26 điểm. Nguyễn Cảnh Duy khối A thầy ơi, toán lý hóa khối A là bách khoa đó. Ừ, khối A bách khoa đấy, bách khoa đấy, bách khoa tương lai đấy. Ngoại ngữ 9 điểm mấy ha, nãy giờ có ai ba cái 10 chưa ta? Nãy giờ có ai ba cái 10 chưa nhờ? Đây, trời ơi, anh này bác sĩ chắc rồi, anh này bác sĩ chắc. Đó, 9, 5, 5, 18, 18 là 28, xương xương là 28, 28.45. Anh này bác sĩ, thu anh kia một phiếu. Hà Dũng, anh Hà Dũng. Thì ngát thì mày lấy số báo danh của người ta đúng không anh nãy? À đây là đúng rồi. Đây. Đây 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 đây. Thằng Thanh Hải nó donate, nó chơi kêu chắc giùm em, nhưng mà hàng ngày nè cũng số báo danh này, thủ khoa khối A nhưng là của người ta. Thằng em của em full 10. Trời ơi, sang quá. Thằng em của em. Trời ơi, sang. Ban thế, ban nghe Thanh Hải nha. Ban nha. Trời ơi. Bách khoa còn toàn thư đấy. Bách khoa toàn thư à? Thủ khoa ngoài Hà Nội à? À, thủ khoa Hà Nội à? Thiệt tôi chỉ mong con tôi mai mốt thi mà ở điểm được nó vậy thôi. Chứ con tôi mà nó thi cái điểm giống như mà con Thanh Thảo mà nó gửi tôi xỉu ngang. Thấy cha điểm giờ nãy giờ cao quá, 27 điểm chắc không đậu nổi bác sĩ miền Nam. Anh ba cũng tin vậy luôn á, thề. Riêng cái khối nào nha, nhưng mà nếu như mà ví dụ như mà kinh tế đi thì cái thời anh ba thi á là nó rơi đâu đó tầm 18 19 điểm là có thể đậu rồi. Nhưng mà riêng cái khối B với lại cái khối A này nọ các thứ á, thì đại đa số nha lúc đó của anh ba thôi á là nó đã phải là 25 26 26 27 điểm mới có khả năng lọt chân vô cái trường đó. Còn bây giờ đề thi là cái đề thi chung như thế này mà rất là nhiều người thi nãy giờ điểm tuyệt đối rất là đẹp nha. Anh ba nghĩ mà mấy anh em mà thi khối B rồi khối A này nó có thứ mà nó rơi đâu đó tầm 24 25 điểm, nhiều khi gãy, nhiều khi gãy à. Thằng Ngọc Thạch là 27 điểm đúng không? 27 được à. Đại học Y Dược. Thời mình đa khoa Cần Thơ 23 là vô được. Nói chung là cũng phải có một cái gì đó dắt dai anh em à. Chứ làm cái nghề 4.0 này nhiều khi gãy rồi nào cũng hay.
đâu phải anh em muốn giống như kiểu cái nghề stream này của tôi đi, nhiều khi nó bắt đầu nó đang gãy rồi nè, nó đang gãy dần nè, bây giờ xây đi xây lại nó đang gãy dần rồi đó, bây giờ không có stream thì cũng chả làm được gì rồi, thêm một anh nữa. Anh xem có chỗ nào đổ được đại học nào không anh ba à? Thi cho vui anh Trung ơi, thi cho vui mà điểm cũng cao quá em, quá hơn ha. Anh ba cho em cái combo khô gà da heo phi. Ê nãy giờ tính ra nha, toàn lấy điểm trên mạng nhiều lắm luôn á. Bé em đi du học hả Linh? Linh ơi, em du học đúng không? Dạ em đi du học đúng không ạ? Tiếng Anh em 10 điểm à? Tiếng Anh em 10 điểm à? Tất cả mọi thứ trên 9 à? Tuyệt vời. Mày cấy ghép ADN kiểu gì mà xin mày có 3 điểm? Vợ em đó anh ba. Ừ, thấy sang mắt hoàng làm họ à. 8 chấm mấy cũng được nha, em thi Thái nha, thi cho vui đó, thi cho vui là điểm, vậy là đúng rồi đó em. Hưng Nguyễn. Chính, A1. A1 dính. A1 dính. Hưng. 9999. Ủa. Sao hai này giống nhau vậy? Ờ đúng rồi, nó đó. A1 là dính đấy. 19008129. Sao giống số tổng đài vậy? 19009 8109. A1 mày thi cho vui, người ta là thi lấy điểm mà mày, tụi mày thi cho vui rồi tụi mày lấy cái gì đâu. Chính lý được. A00 Phương Trần. Phương Trần. A00 là cái gì? Toán toán văn anh văn à. Khả năng đi nha em nhá. Cái này khả năng đi đấy. Anh xem giúp em nên học ngành gì ạ? Đầu tiên anh mà phân tích cái điểm thi của em thì chắc chắn với em là em không thể nào làm công ty nước ngoài được em nhé. Đầu tiên là em phải né những cái ngành nghề nào mà có thể làm ở công ty nước ngoài, tại vì anh văn em đang 1.6 à, em rất giỏi rồi. Em có thể đi cái ngành sĩ quan được nè, sĩ quan được. Toán văn anh văn là em gãy rồi đó. Em cho em đi cái ngành sĩ quan với anh ba ha, đi công an nè, 8 điểm nè, 8 điểm, 8.75 là cái này bị liệt hả? Ủa liệt luôn hả? À liệt một mới bị liệt à? À ủa liệt là mình bị hủy kết quả luôn hả anh em, hay là sao? Là mình hủy hết tất cả, cho dù từ ở trên xuống dưới, cho dù mình có điểm cao cỡ nào là mình cũng bị hủy luôn.